cái con này nữa, tối ngày TikTok TikTok. Vậy chứ làm gì vậy trời? Còn cái con này thì mày kiếm trai thế vậy? Không có. Có không? Không. Trời ơi trời, chơi game lại luôn chứ. Một bà thì TikTok, bà chơi game. Anh tính ngồi hoài gì ở nhà gì hay gì, có tính bàn tính gì nữa, ăn gì không? Còn anh thì mày biết anh xem gì không? Cái gì? Xem ta đang chửi anh nè. Cũng vừa cái tội mày lắm, tao cứu mày á. Vậy tới không có gì nữa nghe không? Nghe. Lâu lâu ai mà lỡ làm một lần thôi. Ừ. Ai không mắc sai phạm trời. Giúp cho em mà hiện nay cộng đồng đang hiểu lầm anh á. Thôi bây giờ hiểu lầm không hiểu lầm thì không có quan trọng nữa. Bây giờ mình sống cho bản thân mình đi. Khi nào hết dịch bệnh rồi đi giúp bà con được thì mình đi. Trời trời ông nói ha nè nè. Chuyện gì xảy ra bỏ qua anh em vui trên, đừng nghe lời ai hết. Chuyện chị nào vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay, cảm ơn nghe chị này tên gì ta. Bye bye. Mỹ Mỹ, cảm ơn Mỹ Mỹ nha. Thôi, thôi đừng có, bây giờ đừng có tám nữa. Hai cái gì nấu ăn đi. Mày nhập lại một cái, tao muốn lại luôn chứ. Giờ bữa nay nấu gì ăn nè? Nấu cá linh, nấu canh chua đi với cá linh kho tiêu đi. Đi hai bông điên điển, hai bông, bông súng. Con này nó cũng biết lựa ăn theo mùa quá ha. Mùa này là đang mùa cá linh, nó nước lên nữa nè. Bông súng một hầm kìa mà hôm lại không có ăn, hôm gà chưa mua được cá linh. Ê đằng đây thấy... chưa mua cá linh. Chú em thấy đổ. Em thấy đằng đây có cái giớn kìa. Cái giớn của ông ngoại anh đó. Chút xíu giờ chắc mình ra mình đổ đi. Mình đổ mình phải nói ừ ông ngoại cho con đổ cá linh nha. Phải nói vậy. Bây giờ nếu mà nấu canh chua cá linh thì phải có bông điên điển nè, bông súng nè, bông súng nè, rau muống nè, bông mười giờ nè. Cái bông mười giờ sao ăn trời. Nè. Bông sữa đũa, bông sữa đũa. Bông sữa đũa ăn cho chết hả? Bông sữa đũa người ta ăn được rồi mà chợ người ta bán được. Rồi thôi giờ quyết định vậy đi. Giờ mấy em mình đi hai bông điên điển trước đi. Hai bông điên điển. Rồi em đi hai bông súng. Còn anh này anh nằm võng. Rồi cũng được, thôi ở nhà ăn bắt nồi cơm lên đi. Rồi thôi đi đi. Thôi 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 tịch thu máy. Con này máy đâu? Game nè, TikTok đi. Nè. Lại hai đứa mày luôn chứ. Rồi đi đi. Ta đi hai bông đi. Đi đường này phải không? Lẹ lên cơ má. Miền Nam tôi nói mẹ. Đó quá trời điên điển luôn kìa. Hãy đi hai bông điên điển trước đi rồi hai qua hai bông súng. Trời quá trời bông luôn, bông này nó mới có ấy ngon ghê luôn nha. Mới chỗ ra. Ôi quá trời bông luôn. Bông nhóc hết trơn rồi thấy không? Hổng gà sao mày không ra đây hái? Hả? Ai chỉ có miền Tây mình mới có là bông điên điển gì thôi nha. Sài Gòn làm gì có. Vô này là vô mùa đó bà. Cái này là vô mùa điên điển rồi đó. Ở trên dùng kinh 7, kinh 8 trên ta trồng nhiều dữ lắm. Ta trồng điên điển này nè. Chẳng người. Người ta ra hái bông. Ở ngoài đó cây một đống luôn kìa. Từ từ mày hái trong đây trước đi. Giải trời té dữ luôn. Quá trời luôn nè. Ai bẻ gãy cái nhánh con ta luôn mẹ rồi. Tôi phải bẻ gãy nhánh luôn rồi nè. Hết sức lâu mới gặp được bông điên điển á. Mùa nước lên nó mới có vậy. Này bà biết làm gì ngon nhất không? Làm gì? Đậu bánh xèo. Xào hả? Xào với giá hả? Đậu bánh xèo, bánh xèo với giá của sắn á. Cũng được. Bữa nào đi bữa khác đi. Nhưng dịch xem á ha. Bầm ra nhuyễn thiệt nhuyễn. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Quỷ quại cây bẻ luôn. Bẻ mới mốc sao nó mọc ra nữa rồi hái ăn đó bà nội. Mốc nó lành lại. Trời Phật ơi. Vô mùa này là ở trên kinh 7, kinh 8 người ta trồng không đó. Người ta trồng. Cái ăn bún cá ngon không? Ngon. Có bông điên điển nữa.
Bán rẻ, bán cũng rẻ mày, 10 ngàn tô mày. Ở miền Tây mình mà phải bán rẻ thôi. Bán mắc quá ai à. Quặng đó cho tôi hái ra nè, cái nhánh này nè. Nè đây hả? Nè nè, cái nhánh này bóp không nè. Ừ. Quá thế rồi, bông dữ rồi. Chình đi hái bông điên điển mà nhớ mẹ hết sức. Đang ở quê mà. Ừ. Được rồi. Bông điển cầm lên mới điển. Đây, mọi người thấy bông điên điển ở miền Tây của em không? Ngon nhiều không mọi người? Vừa đẹp mà vừa ngon. Vừa đẹp mà vừa ngon. Ai quặng nó vô nó hái được nấu được nồi canh chua. Rồi, hái bông điển xong bây giờ tụi em tới đi hái bông súng nha mọi người. Đi. Ủa nay ta chồng có voi. Đủ rồi thôi mình đi bẻ bông súng đi. Đi. Trời mưa nữa. Khó đi. Muốn ăn được mà cái nồi canh chua cũng gian khổ dữ vậy trời. Em dứt đi lên. Ăn được nồi canh chua mà... Cực quá không? Cực quá cực. Ây cha cha. Nè nè cầm gỗ đi tôi bơi. Tắt nước đi. Tắt nước, tắt nước, tắt nước. Bơi ra giữa 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 giữa. Giữa sông nha. Trời ơi cái cây. Mày đó bông nhiều kìa. Ây. Mày dài dữ vậy. Mà làm đổ hết trơn rồi kìa trời ơi trời. Lâu lắm rồi không có bơi xuồng á. Mày biết lỗi không? Không biết mày. Nghĩ sao mà ở đồng quê mà không biết lỗi. Mày bơi ra giữa sông quay cho đẹp. Kìa nhổ bông đó đi. Ấy cha cha. Dài ghê nha. Ổng á, ổng thiết kế mà không thiết kế cái dầm gì chứ. Rồi cái lợp rớt xuống dưới đây kìa. Cái lợp kìa. Đó, đi thẳng nha. Nè, bơi ra trắng giữa đi cho nó đẹp. Dạ. Kìa quá trời luôn kìa. Hái 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 đi nhỏ. Sáng nhỏ. Đi vô mà quên mua mua ấy. Ờ nhỏ dạ. cái bông súng nó nở đặng kìa. Nó nói qua. Thôi bỏ đi lại đằng đó nhắc kìa. Mấy cái bông súng nở rồi mấy cái này than hả? Mấy cái bông súng nở rồi kìa. Nó nhỏ này nhỏ bông là không được. Nở mới được hả? Nó nở ăn trước. Có bông là được rồi. Ai nở vô với tao. Trong ta. Rồi, từ từ. Nhổ, nhổ, nhổ. Trời ơi, quá trời bông luôn. Nó. Mã gì vừa, vừa bị chìm xuồng. Ngon không, ngon không, ngon không. Ai mà nhổ cho tôi cái bông bên đó đi. Nè, cái bông bên đây. Thẳng qua đây, thẳng qua đây. Nè, quá trời luôn. Nè, né tới, né tới đúng rồi. Cắm xuống đúng, cắm xuống. À, trời, cắm lộn đầu nữa. Không có, tại nó dài quá, không có quay qua quay lại được nè.
Cắm ở đây nè, bông trước mặt nè. Quá trời luôn. Đây. Đây có hai cái bông bự ra luôn nè. Nè, hai cái bông này mới đẹp. Từ từ. Thôi, như hai. Để nhỏ hai cái bông. Hai. Để tôi nhỏ hai cái bông. Hả? Bạn đang nhỏ hai cái bông này á hả? Nhẹ bông này nó mới nhỏ nè. Ôi, bông bự quá. Rồi, vô, bắt đầu vô đi. Nhiều rồi, như được rồi. Cầm bông lên lên. Cầm bông xuống lên trai. Ăn có một nồi canh chua với chảo cá kho mà sao thấy nó mệt dữ vậy? Chưa chắc à. Không biết đổ cá có không nha. Sâu với ta. Thôi thôi, nhiêu đủ ăn rồi, đi vô, đi vô. Vô, đi vô. Nắng muốn chết luôn à. Hái bánh này xong đi rồi đi đổ giớn. Giớn hơn để coi có cá không. Ê, Phan. Tôi muốn chút lại bộ hái ông nội. Đặt bà bộ hái à. Đây nè. Rồi là đặt vào làm đi nè. Tới rồi. Đủ cái dừa cái. Tới rồi. Nắm cái dừa. Nắm cây dừa vô, nắm cây dừa vô. Làm gì dừa gãy cây dừa người ta. Trời đất ơi. Nè. Đi ra chợ mua cho mau. Quá trời mệt. Ờ, có cái muốn rồi đó. Quá mệt. Trời ơi. Bạn đi sáng đi ra chợ mua cho khỏe trời ơi. Ăn uống có nhiều đâu. Bây giờ. Mà trời mưa trơn trợt đi, không bắt con ếch thấy bà luôn. Ra chợ mua à. Ở đồng quê thì có gì ăn cái đó đỡ tốn tiền. Chứ... Đâu. Ai ra giỡn con ngoại đổ giỡn. Ai đây? Đâu đưa anh coi. Chứ à. Trời ơi. Chứ. Hai đứa em giỏi quá nè. Ê, nghe nè, hai đứa ra giỡn ông ngoại đổ giỡn đi. Gì nữa nè, dẫn mấy đứa em đi đổ đi Di. Cái ngoại đi đổ bông súng đã có rồi, đi ra ngoài giỡn ông ngoại á, đổ giỡn đi. Cũng có hỏi ngoại chưa ạ? À? Hỏi rồi. Chị cũng trả lời nó mới chịu à. Thôi chứ hỏi rồi. Trời đất ơi. À, nước sâu không? Cũng nghe rúng á. Trời đất ơi, nghe rúng. Chậm thôi. Cái đường trời mưa mà đi gì mà đi như là đường đi khó, không có gì ra sông cấp núi, nhưng có gì ngại núi e sông. Hư gọi bao cơm muốn kìa. Thấy còn mới cơm muốn đó luôn. Thôi ở trong có rồi, ra nhiều lắm này. Rồi. Ra muốn này nó già rồi. Đây hả? Mẹ ở. Đi xuống đường này nè cá ơi. Sâu không? Có cá sấu không? Có cá mập nè, nguyên cá mập nè. Bên cá sấu à. Có cá sấu không? Có cá mập à. Còn ốc nhóc luôn. À bắt ốc luộc ăn đi. Ê, sâu không? Ướp cái miếng à, không nè. À bắt ốc luộc ăn đi. Ốc con gì? Lắm luôn. Ôi da, nè ốc nè. Ôi da. Nè bắt thể vô. Bắt ốc xuống. Luộc ăn đi. Sâu. Ở nè. Sâu quá. Đi. Ngồi ha. Sâu quá. Rồi. Hà. Từ từ nghe. Trời đất ơi.
quỷ. Dạ. Nhóc nhóc. Nhóc luôn nè. Nhiều quá, nhiều quá. Sao sao để vô được. Từ từ vớt thằng này lại đi lên. Có cái sạc có cua nè. Đó. Đó đó. Đây, kìa. Yeah. Wow. Ôi, cá quá cá này nè. Kìa. Quá trời. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Nhóc hơn. Quá dữ rồi. Từ 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 để anh. Mở dây này ra nè. Quá nhiều rồi. Từ từ đi. Thang bỏ xuống để nó nhảy nè. Em mấy ra đi anh túm lại nhiều quá. Em dính, em dính đây nè. Đây. Rồi. Nếu sẽ đi ra mới được cô ơi. Rồi cái gì rồi. Ôi cá quá trời cá luôn. Ôi, cá. Ôi, cá này mà vô 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 nấu canh chua với bông súng với mà bông viên biển là nó sảy. Thôi bỏ con cua đi. Có cua luôn, có cua, bỏ con cua đi. Rồi vớt cua luôn. Ăn để từ từ. Rồi. Rồi đó anh làm gì làm đi em, em này vô. Buồn quá ha. Lấy cá trước mới chịu à. Hay làm gì hay làm đi. Chỉ anh làm gì làm đi, em vô trước. Anh chậm cho để cá chỉ ra hết à. Này bà đi chung đi. Cái bà lết qua tôi hoài hả? Nhóc quá chân luôn nè. Nhiều nhiều, cá quá trời luôn. Cá linh đồng không á? Đây cá linh ruộng. Ai tuổi bà lội lặn tắm nè. Thôi thôi thôi. Hay, hay mà anh với em với bả lội ra đổ thêm cái nữa ha. Ba đứa mình đang bên chợ bán. Đang bên chợ nhiều, bán. Nhiều lắm, bán cái gì mà bán. Ờ nhiều lắm rồi. Không, đổ một cái em ký không, đổ thêm cái nữa mình đem qua chợ mình bán. Xin đế ăn mà đem đi bán. À, ốc nó dữ chưa? Ốc quá trời luôn nè. Cá nhiều không Dĩ? Nhiều nhiều. Dĩ lên qua đây. Gần cây đó. Hồi ôi, đưa theo cá này, đưa theo cá này. Đưa cá nè. Nhóc bánh trang nè. Đưa theo cá trước đi rồi. Nhiều quá à. Ôi, nè nè. Kéo lên đi. Kéo lên. Ôi, lên nghe nè, lên. Lên, phan phan, bây giờ em đưa xích lên. Anh nói em nghe nè. Dì ơi, ba anh em anh nói với em nè. Cá thì đã có rồi. Để tao nói đi rồi. Cá đã có rồi, ha. Thì còn đi lên hay không á thì thôi ở dưới đó đi, đi vô mấy anh em. Vô. Đây. Dạ. Tự lên đi. Mình có cá rồi mình bưng. Tự lên đi. Rồi mốt có đổ nữa. Ờ, coi thấy ham không? Rồi thôi tự lên đi thôi, mấy anh em mình vô. Đi, mấy anh em mình vô. Quá trời cá luôn nè. Đây, vô. Nhiều đó, nhiều không tốt. Nhiều anh hơn ký á. Ký không? Hơn. Nhiều quá. Đâu, anh coi nè. Trời ơi, cá bự bự không? Rồi đi. Em rủ đi đổ thêm cái nó đem ra chợ bán không chịu. Không đủ gì nó ăn nữa, ở đó thì bán. Thôi làm mấy món. Hai món được rồi. Hai món gì cá linh mà làm hai món. Cá linh phải làm 7 món. Nha. Rồi ai làm? Làm mắm nữa. Thao đổ qua đi. Món mắm nữa. Thao đổ qua mắm. Lấy cái thao ra. Đi. Rồi thôi. Bước chậm cái hàm đi. À gì à? Rồi chưa? Điên điển. Đổ gỗ đây. Điên điển với một súng đi. Rồi thôi vô nấu ăn đi mấy em. Nè nè nè. Ngỡ. Rồi. Làm gì hả? Làm gì hả? Cắt tiêu. Cái tiêu hả? Rồi vô Duy Linh ơi. Ngon không? Vô luôn. Bữa cơm đạm bạc đồng quê. Và giữa em Di Linh và em Tú đi bắt di động hả? Đổ dớn con ngoại. Hả? Đây là cá linh nấu canh chua. Bông súng điện. Còn đây là cá linh kho tiêu. Quá ngon. Gọi điện điện bông súng. Quá ngon. Điện điện với bông súng. Rồi sau đây thì ai xin xin mời các bạn dùng cơm và mời hai em dùng cơm nha. Thôi dùng đi, để ăn đi. Rồi.
nhẹ tay bư chứ. Đói hả? Đói mà. Đáng ơi. Ngon quá. Ngon không, ngon không? Nhìn thấy đẹp không? Ngon không? Ngon. Anh chưa ăn, anh chưa biết ngon. Wow. Ăn tạo cảm giác ngon. Ngon không? Lâu lắm mình mới được ăn cá linh. Tu nấu quá ngon Tú ơi. Chảo cá ngon cực kỳ luôn. Chảo cá ngon dữ rồi tại. Ngon ăn hết chảo luôn nha. Em biết là trong buổi cơm hôm nay là tội nhất là ai không như Di Linh? Em chứ ai? Tội em mới chịu á. Người tội nhất là em biết ai không? Đi hả? À, ừ đúng rồi. Cực khổ mà tới hội ăn thì đi bắt heo. Tầm nửa tiếng mà, lâu lắm. Nửa tiếng của anh là tới chiều luôn. Kệ, chúng vô mà sao. Không còn hẳn mấy đứa mình, ví dụ mà đi lấy giớn rồi xong mà không chịu kéo không lên. hai ba cái buồn hả? Hai ba cái buồn dồn lại. Tôi lên chùa bán không? Canh chua này biết thiếu cái gì không? Thiếu chua không? Thiếu chua. Thiếu chua. Đúng rồi, thiếu chua. Nãy có nói rồi. Nè một đấm. Mà không chịu ai nói với tôi nhiều. Có men gì thôi kệ đi, vậy đi cho nó đỡ ê găng. Ngon quá, ngon chảo cá kho. Tú này nấu vừa ăn thiệt chứ. Ngon quá Tú ơi. Mới mở nhà hàng em bán. Nhà hàng đồ đồng hả? Nhà hàng đồng quê. Đồng quê. Cách chạy lên cái hầm bông súng đó. Tâm 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 tâm. Ở quê mình mới có mâm tiên điển nấu cái canh chua cá linh này ha. Ngon quá. Biết bao lâu mới được vừa qua hái đơn điện với bông súng? Lâu lắm rồi. Gặp tới anh cho anh loại, anh loại đi hái điện điển bông súng hoài luôn nè. Trừ hao mấy lúc không đi phải không? Đi nữa vô đi làm rồi đi đâu. Ăn thêm đi ăn. Hai chén rồi. No rồi. Thêm chén nữa đi, ba chén. Thôi no rồi. Linh mấy chén rồi, 4 5 chén gì hả? À. Tú. Phải anh Tú, phải anh Tú. Anh nói 2 chén hả? Thôi, nói chung là ngày hôm nay buổi cơm đạm bạc đồng quê thì giữa em Di Linh và em Tú đây đã thực hiện cho ai xin dùng. Thì ai xin cũng cảm ơn hai em. Cuối cùng thì ai xin xin tạm dừng một cái video. Ai xin chúc tất cả mọi người một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc nha. Ai xin và những người em xin chào tạm biệt. Bye bye.